Đây. Đây là mạch đèn. Mạch đèn gồm hai phần, một phần là điều khiển một relay, một phần là mình điều khiển bằng IC chuyên dụng để mà bấm xung. Đây. Đây chính là năm cái relay. Mình điều khiển bằng cách nhấn nút. Và các ống dẫn có thể được được kết nối thông qua những cái header này. Và bên đây là phần bi lem thì nó sẽ chia thành hai cụm. Một cụm nó gồm ba đèn. Khi mình nhấn nút sẽ sáng và khi mình tắt thì nó sẽ tắt dần. Đây là cụm thứ nhất. Cụm thứ hai thì gồm 6 đèn. Khi mình nhấn nút thì nó cũng sẽ sáng, khi mình tắt thì nó cũng sẽ tắt dần. Và mình còn một nút nữa là bật tất cả. Bật tất cả là khi bật tất cả nó sáng và khi nhấn thêm một lần nữa thì nó sẽ tắt tắt hết, nó tắt dần. Thông qua đó thì mình có thể điều khiển. Thông qua đó thì mình có thể điều khiển từng cái đèn. Đây, ví dụ như thế này. Đấy. Đấy. Đấy, mình có thể tắt dần. Và đây là toàn bộ board, bật 5 cái đèn relay, đồng thời bật tất cả đèn của phần led. Và khi đèn led tắt thì nó cũng sẽ tắt dần. Ok.